Thử cởi tay điều khiển không? Có. Thử được quay không? Có. Thế thế này không ạ? Thích xuống rồi. Xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Sao Tận Com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đập hộp một siêu phẩm FPV mới ra mắt của bên DJI. Đó là con DJI Avatar. Cái con DJI Avatar này nó sẽ có 3 phiên bản cho anh em lựa chọn. Phiên bản đầu tiên là phiên bản DJI Avatar Pro View Combo, giá của nó là 30.190.000. Anh em có thể lên Google tìm rất nhiều cái shop người ta bán nhé. Phiên bản thứ hai là DJI Avatar Fly Smart Combo, giá của nó là 24.790.000. Cái phiên bản thứ ba là DJI Avatar Body mình đang dùng đây, giá của nó là 14.390.000. Tại sao mình chỉ lấy mỗi cái body này thôi? Tại vì là cái dòng DJI Avatar này nó dùng chung tất cả những cái đồ ở thế hệ tiền nhiệm của nó là DJI FPV. Mình đang có con đấy rồi. Đây anh em ạ, nó sẽ dùng cái Motion Controller của cái bản DJI FPV hồi trước luôn. Là tất cả nó dùng y như nhau luôn. Vẫn cái bản này anh em nhé, không phải bản V1, V2 gì cả. Về cái TX, nó cũng dùng chung cái TX này luôn. Kính thì nó sẽ có một cái bản kính nâng cấp hơn, nhưng mà mình có cái kính này rồi, nó vẫn ngon nên là dùng cái kính này luôn anh em ạ. Vậy là nó sẽ dùng chung cái TX cầm tay dạng có súng này, Motion Controller, kính này và cái TX. Như vậy là mình đã có đủ luôn rồi. Đấy, cần gì phải mua thêm cái bộ kia nữa. Đây. Đó, bóc con này ra là chơi thôi. Nếu mà anh em bay nhiều mua thêm cái bộ kit của nó, thêm 2 pin là xong, nhưng mà mình chắc bay ít, dùng một pin con này là được rồi. Về cái TX này nhá, anh em sẽ phải mua rời ở ngoài, tại vì những cái bản 30 triệu này, 24 triệu này nó không có cái này anh em ạ. Đây, cái bản 30 triệu đây nhá, nó chỉ có mỗi một cái Motion Controller này thôi, mới thêm cánh này, pin các thứ. Nó không hề có cho anh em cái TX này. Cái TX này bắt buộc anh em phải mua rời ở ngoài. Cái bản 24 triệu này cũng vậy. Đó, đều không có luôn anh em. Chỉ có mỗi một cái này thôi. Cái tay cầm này có súng này, Motion Controller. Anh em muốn bay gọi là phê nhất, thật nhất thì sẽ dùng cái TX này đi. Cái TX này hình như ở bên shop nó, những shop người ta bán là 4.690.000 anh em ạ. Đấy, mình có rồi nên là quất thôi. Rồi, không nói nhiều nữa em nhá. Bóc ra, khui hộp và cập nhật firmware, xem qua các thông số chức năng của nó và lên đường test anh em ạ. Đây, vẫn còn nguyên siêu anh em. Cái bộ này nó chỉ có mỗi một cái là đốc sạc này, cáp sạc. Đây là cáp sạc này. Đây là cái đốc sạc. Thêm hai cái cánh dự phòng phải. Có đúng hai chiếc thôi nha. Đây, cục pin của nó ở trong cái thân máy này rồi. Cái con này nó thiết kế để cho tất cả những anh em tiếp cận được FPV. Ai cũng có thể chơi được, người mới bắt đầu hay là người bay cứng, bay các thứ, nói chung là bay được hết. Nó có vòng bảo vệ full cánh quạt này luôn anh em này. Anh em có thể đâm va vào cây cối quẹt chắc thoải mái, nhưng mà rớt nặng thì chắc không ổn đâu. Đây, bên pin của nó ở chỗ này. Mình cũng chưa cậy thử. Ở đây. Cái pin này nhá, người ta nói thông số nó bay được tầm 12 đến 15 phút anh em ạ. Dung lượng của nó là 2420 mAh. Rồi, đầu tiên thì sẽ phải kích hoạt pin lên anh em nhé, sạc cho đầy đủ đã. Con này nhìn cực kỳ nhỏ gọn luôn, mình sẽ so nó với con FPV cho anh em xem. À, ở trong này còn cái gì nữa này, hình như là cái lục giác để chúng ta có thể chỉnh mấy cái ốc này, lục giác để chỉnh cái TX này cho nó lỏng đi ở cái chỗ này này, để anh em có thể bay cái chế độ nâng cao của nó, cái chế độ manual ấy. Đây. Hết này. Đây là pin của DJI FPV này. Nó to phải gấp đôi pin của con Avatar này luôn anh em. Rồi, nó to như thế này cơ mà. Đây.
thân máy của con FPV khi chưa lắp cánh quạt anh em nhé. Nó to cao hầm hố hơn con này rất nhiều. Như cái con này này, anh em có thể bay ở công viên hay là bay ở những cái tòa nhà, gọi là không sợ va chạm vào người, không sợ nguy hiểm, tại vì nó có bảo vệ full cánh quạt như thế này. Như con này anh em phải tìm một cái nơi thật rộng rãi để chơi nó mới an toàn. Đây mình sẽ lắp thử cánh quạt cho anh em xem này. Nhẹ nhẹ một phát chém vào ai là xong phim luôn. Con này năm ngoái mình mua nhưng mà cả cái Monson controller này, combo 3 pin này, túi đựng các thứ nó cũng phải gần 40 triệu luôn đấy. 37, 38 mình không nhớ, lâu lâu rồi. Đó, nó như thế này cơ mà anh em. Con này chỉ có bay ở ngoài cực kỳ rộng rãi thôi. Đó, nhìn nó như thế này, hai con cực kỳ khác nhau. Con này thế hệ đầu tiên FPV của bên DJI. Con này là thế hệ thứ hai. Nhưng mà mình thấy cái thế hệ FPV này đầu tiên nó không thành công cho lắm. Nên họ hình như là bị ế cái con này, cái Motion Controller này. Nên người ta ra cái bản này để bắt buộc cho anh em phải mua cái này. Rồi, bây giờ mình sẽ sạc pin nó vào đã nhá. Cho chúng ta sẽ kích hoạt cái nó lên, kết nối nó với cái bộ này của mình. Anh em có cục sạc nhanh của những con điện thoại Samsung các thứ thì cắm vô phát là xong. Hiện tại trong lúc chờ sạc pin anh em ạ, mình cắm điện thoại vô nhá, vô kính này, cắm pin, bật hết cái này lên, cả cái con FPV kia, để nó có thể cập nhật cái firmware mới nhất. Cái firmware mà cho cái Motion Controller này, TX và kính nó hỗ trợ con DJI Avatar. Đó, ở đây nó có thông báo này. Đó, để nó sẽ hỗ trợ DJI Avatar đây. Thì chúng ta sẽ phải cập nhật cái firmware mới nhất cho tất cả cái bộ kính TX với lại cái Motion Controller này luôn. Rồi, sau khi mình cập nhật tất cả các firmware cho nó, mình đã kết nối vô với nhau. Cập nhật firmware cho con DJI Avatar này, kích hoạt nó lên luôn nhá. Cập nhật firmware cho con Motion Controller này, cập nhật firmware cho cái TX FPV bản V2 này, cập nhật firmware cho cái kính này, nó đã kết nối với nhau hết rồi. Ở cái điện thoại này mình cắm vô nhá, cái app DJI Fly chúng ta có thể xem trực tiếp ở đây. Đây, ở đây mình bỏ tay cho anh em nhìn. Cam ngon phết anh em ạ. Nói chung cái dòng DJI này thì cam anh em chả phải suy nghĩ gì. Nét thì thôi rồi, ở trên này chúng ta không thể nhìn được cái thông số của nó, chỉ có thể nhìn ở trên cái kính này nó mới có này. Mình sẽ chỉnh cho anh em nhìn cho này. Đây, đó anh em nhìn có thể thấy cái góc góc này nó có thông số cái thứ ở đây này, khó nhìn quá. Đó, thò hết vô thì mới thấy được. Nói chung là nó cũng y như của con DJI FPV này, nhưng mà nó sẽ nhỏ gọn hơn, anh em có thể luồn lách được vào những chỗ và nó không nguy hiểm cho người khác. Như cái con này có thể bay ở mặt chém phát thì xong phim luôn, nhưng mà con này nó có bảo vệ hết rồi. Chúng ta có thể bay bằng cái này cũng được này, cầm này, bóp, bay, nghiêng ngả các kiểu. Mình sẽ bay bằng cái tay này nó vẫn phê hơn. Đó, nhưng mà ở đây thì mình sẽ không bay được, trong nhà này thì... Rồi, có lẽ mình sẽ đi lên đường test thử cho anh em xem mấy đoạn nhá. Con này thì sau quay video test xe cộ thì một người lái con này bay theo xe thì đúng bài luôn anh em ạ. Cái cụm camera của nó thì vẫn trúng dung thôi rồi luôn. Mình không tìm hiểu qua, hình như cái kính bản V và bản theo cái con Avatar này anh em nhìn nó nhỏ gọn mới lại, hình như nó có thêm chức năng gì mà con này không có thì phải. Mình cũng không tìm, hình như là nó có cái nhiều mình mặt mình đeo này, mình quay theo này là cái này nó sẽ quay. Ví dụ như này đúng không? Chúng ta quay con này nó quay theo, quay này nó quay theo thì phải. Nhưng mà cái kính bản của con DJI FPV này nó sẽ không có. Với lại cái đấy cần quá gì đâu, ngồi ai đứng yên mà quay quay được. Rồi, lên đường test thử anh em nhá, mình sẽ sạc đầy pin các thứ. Tí nữa thì quên lắp thẻ nhớ anh em ạ. Con này nó có bộ nhớ trong 20GB rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lắp thêm thẻ nhớ để mở rộng thêm dung lượng, quay cho nó nhiều hơn. Đây nhá, nó sẽ ở dưới đằng sau cánh bên này. Anh em nhìn kỹ này, nó sẽ có một chỗ này, chúng ta cậy ra. Ở trong này nó có một cổng USB Type-C để anh em có thể kết nối lên trên máy tính này, lấy video hình ảnh hoặc là cập nhật firmware cho nó. Đó, nó thiết kế cái chỗ này nó hơi SIDA vậy á. Đây, mình vừa cắm thẻ nhớ vô và nó có một cổng Type-C chỗ này. Anh em nhớ gắn chặt vô nhá. Và trước khi bay các bạn nên dùng tua vít siết qua mấy cái cụm cánh này vô. Mỗi cánh này sẽ có 2 ốc này, là 8 ốc. Siết qua cái thân này nhá, mình vừa kiểm tra thấy nó hơi lòng lòng. Camera của nó là chống rung một trục như thế này. Quay video tối đa ở 4K 60 frame. Cái này nha, mình thấy thông số của nó khoảng cách bay được tận 11 km, nhưng mà ai bay FPV bay kinh như thế. Giỏi lắm, bay 1-2 cây là căng lắm rồi.
nhỏ gọn thôi rồi luôn anh em ạ. Con này đập chống bao đồng nhỉ. Nãy mình có lướt trên web này mình xem lại nhá, thì là cái bản 30 triệu mới có cái kính mới nha em ạ. Còn cái bản 24 triệu này nó vẫn xài cái kính như kính của mình luôn. Vậy là cái bản 24 triệu nó vẫn chỉ có một thân máy, một pin, mấy cái này. Mấy cái này thôi. Đó, định mai mới bay anh em ạ. Hôm nay tối rồi nhưng mà trong nhà ngứa tay quá, cất cánh thử phát anh em nhá. Ngứa tay không chịu nổi luôn. Ấy giờ. Úi trời. Mình phải đứng đi nhé, trong nhà này chưa có GPS anh em ạ. Mà nó đứng cũng còn ổn. Nói chung là chưa ổn lắm, tại vì chưa kết nối được GPS. Đây nó vẫn hơi bị trôi. Phải ra ngoài để nó kích hoạt cái điểm home point của nó đó, thì nó mới đứng im được. Bây giờ không đi chạm vô tay này, cần kết tha hồ luôn. Dạ cánh trên bàn mình cho nó đủ chỗ. Cái bàn mình quay video. Lên bên này hạ cánh trên bàn nhá, hơi chật. Bay hết đồ vào. Ấy chà, gọn phết anh em ạ. Rồi, mình sẽ đi tìm chỗ nào bay thử đây. Ok rồi anh em ạ, mình đã đến công viên ở dưới Việt Trì nhá. Để bay thử đây. Mình sẽ bay bằng kính này và cái TXV2 này. Đây con DJI Avatar ở dưới này. Đó, mình đang tìm được một cái map nguyên nhiều cây này. Ông trường quay thử bằng cái này. Đó. Rồi ok, quay vào đây. Và lần đầu tiên mình cất cánh con này ở cái bãi rộng rộng này luôn đấy. Không biết bay ổn không. Rồi, quay vào nó bay chưa nhá. Chưa. Rồi. Chưa? Ừ. Chưa có hút coi luôn. Nó lành chưa chưa? Rồi rồi. Đấy, im lắm không? Im lì luôn. Cái chiều này nó có trôi không? Được không? À im lắm, không trôi đúng không? Rồi. Cái chiều này chứ chưa? Tôi đây để nói rồi. Rồi. Đấy, im lắm anh em ạ. Mình thấy có vẻ nó ngon lắm. Mình sẽ thử quay ngang cái trái cái phải này. À, phê phết anh em ạ. Mình sẽ bay cái chế độ normal thôi nhá. Mới được tập đó. Lúc nào bay support sau. Đó, bắt đầu nhá. Ôi bay phê thôi rồi anh em ạ. Có cây mít xeo gần một mình chơi. Đó. Ôi bay phê lắm anh em ạ. Lái dễ lắm. Con này anh em nào mà muốn tập bay cái thứ thì bay phê đừng hỏi luôn. Hiện tại là mình bay được khoảng độ chẳng biết bao nhiêu thời gian. Được 3 phút 22 giây trên kính rồi. Thì nó vẫn còn được 76% pin anh em ạ.
Nào làm bằng lưỡi nhá. Đây ông trời đây. Bây giờ đến thử cái Monson controller này anh em nhá. Đây. Đó, con này là bóp cò là bay thôi. Mình chưa bay cái này bao giờ anh em ạ, để thử xem nào. Bóp này, chúi xuống lên này, quay trái quay phải. Thấy cả cái tay điều khiển không? Có. Thấy được quay không? Có. Thế thế này nhá. Đi xuống này. Nhở lên này. Nguyên qua đâu này. Nguyên qua đâu. Rồi ra để bay nó. Né ra này. Né ra này. Vẫn quay cầm tay đúng không? Ừ. Đầu nó cúi, đầu ngửa ấy. Đầu hơi cúi cúi, thẳng thẳng đầu. Có khó vãi. Lái này một cười nói chuyện. Ông quay tới cả cái người ta lái mới chuẩn chứ quay như máy bay thế rồi đó. Hay phết anh em ạ. Lái cái tay này nếu mà chưa quen, mình lần đầu tiên lái hơi ngượng ngượng. Nếu mà anh em lái quen chắc cũng ổn đấy. Nhưng mà nó không dùng được tiện như cái con TX kia. Đang phải cua cái kiểu này. Mình hết pin rồi, mình về sạc bay thử ở vòng ở xưởng của mình nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ bay nó ở trong phòng kinh sáng tạo nhá. Phòng mới của mình. Đây, trong này thì chắc bay luồn lách tha hồ luôn. Mình sẽ chui rúc qua bên này trong các kiểu trong phòng mình nhá.
level. Ui nhỏ gọn luồn lách trong nhà bay phê thôi rồi anh em ạ. Rồi anh em ạ, như vậy hôm nay mình đã test xong con DJI Avatar này, cực kỳ phê luôn. Em lại anh em video sau nhá.